Flycam K11 Turbo mà rất nhiều anh em yêu cầu mình làm clip review. Hôm nay review siêu chi tiết với anh em về mẫu Flycam này, xem có gì đặc biệt nhá. Về thiết kế bên ngoài thì chiếc K11 Turbo này cực kỳ to, cầm cũng rất là chắc tay anh em ạ. Thiết kế rất to nha, càng rất dài này. Mình có mang một con M218 để anh em cùng so sánh này, như bố với con luôn. Và cái động cơ anh em nhìn này, cái động cơ của K11 Turbo này làm rất là to nhá. Này, động cơ không chổi than này, nó phải to gấp đôi so với động cơ của M218. Cánh quạt được vuốt cong giống như thiết kế của các dòng Flycam Mavic. Với thiết kế cánh quạt vuốt cong như thế này, nó sẽ giúp tối ưu về khí động học và giúp giảm độ ồn đáng kể khi hoạt động. Xung quanh thân của K11 Turbo thì trang bị rất nhiều lỗ và cảm giác giống như cảm biến, nhưng kỳ thực là nó để trang trí mà thôi. Tất cả các lỗ cảm biến này đều là giả hết anh em ạ. Với các dòng Flycam đời cao thì nó sẽ là cảm biến tránh va chạm. Và anh em biết tại sao nó cần phải có hai lỗ không? Bởi vì đây là hai con mắt camera, nó giống như hai con mắt người, và để nó phát hiện vật cản. Nhưng trên K11 Turbo thì nhà sản xuất trang trí giống như các dòng Flycam đời cao, cảm giác thì nhìn cũng khá là sang và nhìn rất là công nghệ, nhưng kỳ thực thì nó chỉ là để trang trí mà thôi, là giả hết anh em ạ. Trên lưng của nó cũng có mặt tráng gương giống như là cảm biến hồng ngoại trên các dòng Flycam đời cao, nhưng kỳ thực là không phải nhá, không có đâu. Và nó có một cái lỗ chờ cảm biến ở đây này, đây mới là cảm biến thật của nó này. Và nếu như anh em lắp cái cụm cảm biến vào đây thì nó sẽ là công nghệ bằng laser, nó sẽ có một cái cụm cảm biến ở trên đầu để quét. Tất nhiên là mua thêm thì sẽ phải mất tiền thêm anh em ạ. Sử dụng viên pin 3500 mAh và thời gian bay thực tế mình đã test được khoảng 22 đến 25 phút anh em ạ. Trên con K11 Turbo này có trang bị thêm một cái tính năng mà khá là lạ, đó chính là tính năng móc treo đồ, có nghĩa là anh em có thể treo cái đồ vật vào đây. Tuy nhiên thì cái tính năng này mình đánh giá là không quan trọng và không cần thiết, nhưng chúng ta có thể hiểu về thiết kế bên trong mà nhà sản xuất đã thiết kế ra con K11 Turbo này, đó là họ đã tối ưu về động cơ, hiệu suất hoạt động của động cơ và tối ưu về mạch điều tốc bên trong, giúp cho chiếc Flycam này có thể tải trọng thêm 200 đến 300 gram. Tuy nhiên nếu như anh em móc vật nặng vào đây làm mất trọng tâm của máy bay tròng trành thì cũng không bay cao bay xa được và rất dễ bị rơi rụng nha anh em nhé. Chiếc K11 Turbo này sử dụng công nghệ sóng băng tần kép 2.4 và 5.8 và theo công bố của nhà sản xuất thì khoảng cách bay xa nó có thể đạt được là 5 km. Tuy nhiên thì mình đã test thực tế rồi, cái khoảng cách bay xa này là thông số ảo thôi, có nghĩa là công nghệ sóng của nó thì đúng là nó có thể tương đương với các cái dòng như là F11, F3 km và F22S hoặc là F22SE, có nghĩa là cái công nghệ sóng có thể là tương đương. Thì khoảng cách bay của nó nếu như trong điều kiện môi trường thực tế mình đã test thì nó rơi vào khoảng 1.5 cây thôi là maximum rồi. Cũng có thể là do cái điều kiện bên mình, nhưng có cái điều đáng nói ở đây đó chính là nhà sản xuất đã làm ảo cái thông số bay. Họ kích cái thông số bay lên và gần như là cái thông số bay là gấp đôi so với thực tế. Có nghĩa là nếu như anh em bay được 1 cây thì trên app nó sẽ báo là 2 cây. Và mình đánh giá đây là một cái thủ thuật của nhà sản xuất và nó không trung thực. Mình sẽ không thích những nhà sản xuất nào kích thông số bay bằng cái thông số ảo khác với thực tế như vậy. Chúng ta sẽ đánh giá về khoảng cách bay của một chiếc Flycam dựa trên là công nghệ sóng và cái điều kiện mà nó có thể truyền được ở trong những cái môi trường mà nhiễu sóng, yếu sóng, nó có truyền về khỏe hay không. Đó là do cái công nghệ sóng truyền chứ không phải là con số ảo mà nhà sản xuất họ đưa ra. Nếu như nhà sản xuất nào đưa ra những cái thông số ảo như vậy, mình đánh giá là những nhà sản xuất đó không trung thực. Con K11 Turbo này sử dụng gimbal chống rung 30 và cái cụm camera này nhìn cũng rất là đẹp, mắt cam rất to nhá. Và mình sẽ test thực tế chất lượng camera này cũng như là so sánh với chiếc M218 ở tầm giá 2.5 triệu trong cùng một điều kiện môi trường, cùng một địa điểm, cùng một ánh sáng, để anh em cùng có cái nhận xét khách quan về một chiếc Flycam ở tầm giá khoảng gần 4 triệu và một chiếc Flycam 2.5 triệu, để xem là chất lượng camera của chiếc nào tốt hơn. Về camera thì mình sẽ không đánh giá cao về K11 Turbo. K11 Turbo có thể làm ở phần động cơ, phần bay cũng tương đối là ổn, bay đầm và êm. Tuy nhiên về chất lượng camera thì nhà sản xuất này chưa được ổn cho lắm và chúng ta sẽ cùng test thực tế ngay bây giờ. Đây là chất lượng camera của K11 Turbo và để có những thước phim này thì mình đã cố gắng bay vào ngày thời tiết rất đẹp trời, cố gắng thu lại cho anh em xem những hình ảnh đẹp nhất của nó để chúng ta có những đánh giá khách quan về mẫu Flycam này. Flycam thì bao gồm hai thiết bị chính, đó là thiết bị bay và thiết bị quay. Về phần thiết bị bay, bên mình đánh giá mẫu Flycam này nhà sản xuất thiết kế khá ổn, thân máy to, cứng cáp và kiểu dáng rất công nghệ. Công nghệ truyền sóng cũng tương đương các mẫu Flycam trong tầm giá 3-4 triệu thôi. Tuy nhiên thì hãng này sử dụng thủ thuật để làm ảo thông số so với thực tế, từ đó công bố con số khoảng cách bay tầm xa, xa hơn so với thực tế để có yếu tố kích thích người tiêu dùng.
về chất lượng camera. Nếu so sánh với các mẫu flycam trong tầm giá 4 triệu thì mẫu này sẽ kém hơn. Chất lượng chống rung như anh em cũng thấy thì chống rung chưa tốt, công nghệ chống rung vẫn còn kém hơn so với các mẫu khác trong cùng phân khúc. Nếu so với F11S chống rung 20 thôi, nhưng chống rung của F11 kết hợp với công nghệ chống rung điện tử AES nên chống rung sẽ mượt mà hơn. Anh em cũng có thể thấy là chống rung trên K11 Turbo vẫn hơi gợn gợn, không êm ái, đặc biệt là khi xoay ngang. Camera thì dính cánh quạt nên mình sẽ hơi chúc nhẹ camera xuống để không bị dính cánh. Camera của K11 Turbo không phẳng, bị cong. Kiểu camera này thường thấy giống ở các mẫu flycam đời cũ có hiện tượng này như 8811 Pro hoặc X20. Camera sẽ cong như vậy. Còn các mẫu flycam hiện tại thì camera đã phẳng hết rồi. Về độ chi tiết hình ảnh thì mình cũng không đánh giá cao em này. Nói chung độ chi tiết ở mức độ vừa phải, không sắc nét. Để so sánh độ chi tiết camera của K11 Turbo và F11S thì mình nghĩ là K11 Turbo sẽ kém hơn. Nếu so sánh camera thì ở đây bên mình sẽ so sánh nhanh với mẫu flycam ở phân khúc thấp hơn là M218. Tuy ở phân khúc giá rẻ hơn nhưng camera của M218 cũng là khung hình phẳng rồi. Màu của K11 Turbo được tăng màu lên nên sẽ nịnh mắt hơn so với màu thực tế. Anh em có thể theo dõi và tự đưa ra những nhận định đánh giá của riêng mình nhé.